Và người lạ nó sợ không? Đéo đi dễ dễ. Ui, treo lắm 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 ống này cơ. Liệu nó bỏ không? Trong đại học kia hả? Ngó xem mấy quả nhá. Xem nhìn xem mấy quả. Ôi, 4 quả anh ạ. 4 quả. Ôi đi ra không có không nó bỏ ấy. Liệu nó bỏ không? Bỏ. Chắc không bỏ đâu, chim thuần mà nhỉ. Chim thuần. Sâu bảy. Kinh. Cho ăn sâu như này cơ mà. 4 quả. Anh bảo tuần sau nở. Ừ, tuần sau nở rồi. Ngon. Đã sắp có chim rồi nhanh nhanh nhé. Đây. Đây là đôi nào ấy? Mi à? Mi đây. Kinh nhá. Cát biết đầy đủ. Tụi nó trốn lên mãi trên đỉnh này. Ô, một con cụt đuôi à? Con trấu được, con được à? Toàn cám căng quá. Ui, sao nó không nhìn thấy gì? Một con cụt đuôi. Lắm chim đấy, đây còn đây là mào à? Đây là độc con. Xách con kia ra, con này ché hầm. Con này anh bảo ấy á? Ma ma trắng á. Ừ. Chơi luôn à, vị à, cho luôn cái lồng lực này. Không không chăm được gì đấy. Đấy sai con kia là sao nó cứ lấy nhét cái lồng nhỉ? Mẹ cứ lấy nhét cái lồng. Kia là con mồi à? À. Được đấy. Được đấy, đem ra đây thử xem này. Kinh nhỉ. Kinh nhỉ. À. Sáng đi. Má trắng mà bướng phết nhỉ. Mồi lâu lắm không đi. Đây cái con trong lọc thả như ra y như con của mày. Thả lần nào chưa? Thả mấy lần. Mới vụ này à? Đây còn con mào đẻ. Đây con trống ấy. Đây con trống anh trùng ấy. Bộ to như con tịnh nhỉ. Trứng to lắm. Trứng to. Nhìn con này to con trộm con mái của to chả kém con trống. Trứng thì chả to. Trứng to đúng luôn. Kinh nhỉ. Trống to, mái to. Mái cái trống à. Mẹ bảo sao con trống to này, con mái to nó con chả to. Trứng to đung luôn. Chơi cho cám công quả cám kia thì thôi. Ăn mệt nghỉ luôn. Anh em thấy thiết kế quả cám kia sợ không? Chơi mồi à? Hay là gì? Chơi ai là chơi cái gì ấy? Chơi mái. Mái á? Toàn hàng toàn ôm hàng khủng à? Chắc trống như mái gì? Ôi mái. Đây định anh định ghép thêm đôi nữa à? Ừ. Nhưng mà thuần quá. Đây lại thôi. Này để chơi chim. Chơi một chim trống á? Này nó vẫn yếu lửa mà. Nhưng mà sáng là hót sóng rồi. Nhìn cũng được. Đây con 6 vụ đây. Một con đấy ôm lần đấy. 6 vụ á? Ừ. 3 rưỡi hay là 4? Hay là lấy 28. 28 á? Sao con này ra
chân Ui bút đấy. bút ghê không? Đây là bóc bóc vậy. Nhưng con này chắc nuôi từ bé rồi thì mới thuần đấy. Khiến không? Hàng khiến không? Loại khiến này chắc nuôi từ bé không? Tuấn vào lợn khiến này chắc nuôi từ bé à? Chắc nuôi từ bé. Sáng là trời căng. Khiến. Chán cả nó tự hót.